Xin kính chào các bác. Hôm nay giới thiệu các bác một mẫu vòng đốt trúc lưu huyết long bọc vàng. Bọc vàng là 18K hai đầu này. Đây các bác nhìn nó long lanh chưa? Đó, thi thoảng nó ánh kim lên cái vàng này thì bọc vào mình đeo nhìn rất là đẹp luôn, sang chảnh. Gỗ mà mix với vàng kim nữa thì quá tuyệt vời. Bên tôi là nhận bọc vàng 28K, 24K cho các bác. Cái đốt trúc này là size 12 ni các bác nhé. Cái hạt tròn này là size 8 ni này. Các bác nhìn nó mới phù hợp, nó mới đẹp, nó mới tôn lên cái thằng đốt trúc này. Chứ mà đeo hạt tròn to quá mic vào nhìn nó không đẹp đâu, nhìn nó thô. Đó. À, các bác nhìn chưa? Nó óng ánh. Da nhất là mình đeo vào trời nắng ấy, mà mình đeo mình đi ngoài trời nắng ấy, nó ánh đẹp lắm. Cái bọc vàng này nó tuyệt vời luôn. Bây giờ tôi sẽ test thấu quang nha. Test thấu quang cho các bác. Là xem là cái vòng này nó sẽ như nào. Tất nhiên là những cái hàng bọc vàng như này thì nó phải thấu 100% rồi. Hàng mình phải chọn hàng VIP cho khách. Đó. Rồi xin. Bây giờ tôi sẽ test thấu quang cái vòng này. Bỏ cái này ra. Đây này, các bác nhìn này. Chưa cần chạm vào và để bên dưới nó cũng đã thấu quang đỏ rực rồi. Tí tôi sẽ test. Bây giờ tôi sẽ cầm xuống tôi test. Đây các bác ơi. Các bác nhìn thấy nó thấu quang đỏ rực chưa? Hàng này là hàng VIP mà. Hàng siêu VIP. Lưu thì nhiều. Và thấu quang đỏ rực. Thì đây là anh ở Thanh Hóa. Dân chơi Thanh Hóa. Anh tên là anh Hòa, Quỳnh Hòa. Thì anh có đặt tôi một chiếc vòng đốt trúc rồi, nhưng mà anh bây giờ anh muốn là bọc vàng. Bây giờ tôi sẽ bọc vàng cho anh đây. Thì nếu mà anh xem được clip này thì có thể là comment vào đây, vào video dưới video này, là ý kiến của anh về cái chất lượng sản phẩm của cái vòng này nhá, để khách hàng có thể là theo dõi nó đơn, nó dễ hơn, nó trực quan đấy. Nó anh nhìn rõ chưa, đỏ rực luôn. Có khách gọi điện. Đợi tôi chút. Alo. Dạ vâng. Dạ vâng, có cho khách xem nhá, em nhắn tin cho nhá. Ở đâu ấy anh? À vâng, thì anh cho khách xem nhá, bây giờ em nhắn tin cho anh nhá. Vâng, ok anh. Đấy các bác muốn, nếu mà không được xem hàng ấy, ai mà không cho bác xem, khách người người giao hàng mà không cho bác xem hàng ấy thì các bác gọi điện trực tiếp hoặc là bảo cái người xem hàng đấy gọi cho tôi để tôi báo. Này tôi đang nhắn tin này. Nhắn tin cho cái người bưu ở đấy, có thể là họ sẽ quên là không cho xem hàng, cái người giao ấy họ không biết đâu. Mỗi bưu cục là khác nhau, cho nên là cứ có cái gì nếu mà không cho xem hàng thì cứ báo tôi, gọi điện trực tiếp số điện thoại của tôi ấy, thì mình sẽ ok thì họ sẽ mới cho hàng xem hàng nhé. Đó. Còn toàn bộ là khách hàng bên tôi là được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mà nhận hàng. Các bác yên tâm cứ test hàng thoải mái. Đó. Mà bên tôi thì cũng test rất là kỹ rồi, cho nên là về các bác chỉ cần test lại thì test, mà không thì các bác cứ yên tâm 100%, đó hàng đo dực, hàng phải chuẩn như này thì tôi mới mang đi bọc vàng này các bác này. Đó, quá ok luôn. Các bác mà muốn sở hữu một chiếc bọc vàng như này, nu huyết long bọc vàng 18K như này,
Có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi để tôi tư vấn cũng như là đặt hàng bên tôi để tôi chọn vòng đẹp nhất cho VIP nhất cho các bác để mang đi bọc vàng. Thì bọc cái này cũng phải mất 5-6 ngày đấy. Chính xác là 5 ngày thì nhận được. Vì tôi thì tôi không phải là mình không phải là thợ làm vàng cho nên là mình không bọc trực tiếp được, mình phải gửi ra cái tiệm vàng gửi đi, sau đó là nó bọc vàng cho mình, sau đó lại gửi về cho mình đấy. Thì mình quen cái tiệm này rồi, họ sẽ bọc giá rất là rẻ cho nên là mình cho nên là cái giá thành nó cũng kéo xuống, không như là những cái số khác. Cái số khác thì họ mua trực tiếp bọc vàng về thì nó sẽ đắt hơn là mình là tôi bọc vàng như này cho các bác. Hoặc là các bác muốn thì các bác có thể là mua vòng này về sau ra tiệm vàng ở chỗ các bác để bọc, nhưng mà có thể giá nó sẽ cao hơn và nó lại chưa chắc nó đã đẹp mà ngon lành như này. Đó. Nu rất là tuyệt vời luôn. Đây là mắt nu nhé các bác nhé. Cái đen đen này mắt nu đấy. Nu quá đẹp. Rồi xin chào bác, số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Các bác muốn sở hữu thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi để liên hệ đặt hàng. Tôi sẽ tư vấn kích thước hạt cũng như là đeo loại gì cho nó phù hợp. Rồi xin chào bác, bên tôi là chuyên về huyết long này, hoàng đàn này, trầm hương này, sưa đỏ này, các loại gỗ quý có tinh dầu thơm. Thì bên tôi chuyên về hàng gỗ chứ không phải là không có đá này, không chuyên về đá hoặc thạch anh gì đâu. Bên tôi là chưa làm, không làm cái vấn đề đấy, cái đấy là dành cho người khác làm vậy. Còn mình chuyên về một cái này thôi, nó hay hơn là tạp tạp nham. Rồi xin chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác ở những cái clip sau. À mà có cái vấn đề nữa, vẫn nói về cái vấn đề mà cái gì mà có khách hàng, có anh bảo là cái gì mà cầm mua ở chỗ nào mà nó kích hoạt năng lượng, nó phù phép cái gì ấy, kích hoạt năng lượng lên ấy. Thì bây giờ tôi khẳng định lại là không có cái điều đấy đâu, nó toàn là màu làm mê hoặc như thế là để cho các bác mua hàng bên bên họ thôi. Chứ thực ra cái kích hoạt năng lượng nó bảo là kích hoạt năng lượng lên thì mới chữa được bệnh, thực ra là không phải đâu. Nếu mà chữa được bệnh nhá thì ai cũng mua được cái vòng này, ai cũng muốn tìm sở hữu mua ngay một chiếc vòng này dù đắt đến bao nhiêu. Cho nên là các bác đừng có tin mấy cái thứ thông tin không chính thống ở trên mạng. Các bác tin thì phải nó phải không được mê tín dị đoan quá nhiều. Cái hàng vòng này thì nó cũng như là một cái vòng bình thường, không có tác dụng chữa bệnh thì chưa kiểm chứng được, và những cái lời đồn đoán chữa bệnh của nó thì khoa học chưa chứng minh nhá. Nếu mà chữa được thì là chính cái tinh dầu trong gỗ này nó mới chữa được, chứ còn kích hoạt năng lượng cái con khỉ gì. Đó, các bác chú ý cái vấn đề thông tin đấy. Nhiều bác cứ nhắn tin hỏi bảo bên anh có kích hoạt năng lượng không, có trì chú gì không. Trì chú thì nói thật là cho nó yên tâm thôi, các bác cầm về ra chùa đấy, chùa ở chỗ các bác ấy để người ta sư người ta trì chú cho thì yên tâm hơn, thì đeo thì nó yên tâm hơn. Đó thì cái đấy thì việc đấy thì tôi khuyên 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 nên làm được thì tốt, mà không làm thì cũng chả sao. Đó các bác thế nhá.